Bối cảnh của bài học của chúng ta đó là câu chuyện về ông Môi-se. Chúng ta biết ông Môi-se là một người lãnh đạo dân sự Israel. Và đời sống của ông là hoàn toàn dâng cho Chúa, thuộc về Chúa. Nhưng mà trước khi mà ông có một đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa, dâng cho Chúa đó, thì đời sống của ông khi còn nhỏ đó, đáng cho chúng ta sáng hôm nay suy gẫm. Các con cháu của chúng ta cũng giống như Môi-se từ khi còn nhỏ mà thôi, không có khác gì hết. Hay là bản thân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng được sanh ra là một baby, một em bé, và lớn lên bằng sữa mẹ, sữa, dòng sữa mẹ nuôi chúng ta. Dạ. Trước khi học về dòng sữa mẹ thì tôi xin mở ngoặc một chút. Là tôi biết có những đứa bé không có được mẹ nuôi bằng sữa. Và những người mẹ nào mà không nuôi con mình bằng sữa thì đừng có buồn, sáng hôm nay đừng có buồn. Vì đó là ngoại ý muốn. Nhưng mà tôi theo khoa học và theo cái điều tự nhiên là khẳng định rằng những đứa con nào mà được nuôi bằng sữa mẹ đó thì nó rất thương mẹ nó. Và nó được lớn lên một cách tự nhiên, phước hạnh. Đó là điều tự nhiên thôi, phải không quý vị? Còn ngoài ý muốn là nuôi bằng sữa khác thì tôi không có ý kiến. Chúng ta trở lại với Kinh Thánh. Chúng ta sẽ thấy một đứa bé nằm ở trong cái rương. Đứa bé này chưa có tên tuổi gì hết. Tại sao vậy? Dạ đúng rồi, chưa kịp đặt tên và không dám đặt tên. Là vì cớ đứa bé này được sanh ra ở tại xứ Ai Cập, thay vì nó sanh ra ở tại xứ Canaan là đất hứa mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng mà vì cớ dân Israel bấy giờ đang ở tại xứ Ai Cập và coi như họ sinh sống, tăng trưởng lớn lên ở tại Ai Cập 430 năm ở tại đó. Và họ đang ở dưới một cái lệnh rất là ghê đáng sợ. Đó là lệnh của Pharaoh nói rằng bất cứ người Hebrew nào sanh con ra thì sẽ bị, đứa con đó sẽ bị giết chết. Nếu là con trai thì sẽ bị quăng xuống sông, còn con gái thì ok, để lại được. Quý vị thấy không? Cho nên rất nhiều người con trai, con nít nhỏ đó sanh ra đã bị quăng xuống sông theo lệnh của Pharaoh, rất là nguy hiểm. Thế thì câu chuyện nó xảy ra trong đoạn 1 của sách Ai Cập ký cho chúng ta thấy là mặc dầu vua Ai Cập, vua Ai Cập Pharaoh có cái lệnh rất là tàn ác như vậy, nhưng mà Chúa vẫn dùng những người vú, những người đỡ gọi sanh đó, những người giống như gọi là y tá đó, những người mà bà đỡ gọi là bà mụ á, thì họ lại thấy những đứa con người Hebrew này dễ thương và họ giữ lại. Họ kính sợ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời chẳng làm theo lời của vua Ê-díp-tô phán dặn. Tức là họ không có đem những đứa con trai mà quăng xuống dưới sông nữa. Thì đứa bé là Môi-se đó, sau này là Môi-se đó, đứa bé này á, may mắn là được những bà mụ đó giúp cho nên nuôi được 3 tháng. Cha mẹ của đứa bé này là dòng trong chi phái Lê-vi. Cho nên họ cũng kính sợ Đức Chúa Trời, mặc dầu ở xứ ngoại bang, xứ người. Dạ, rồi thì họ mới giữ lại trong 3 tháng. Nhưng mà đứa bé 3 tháng mà giữ mà trái lệnh của vua thì rất nguy hiểm. Cho nên họ tìm cách nào để có thể cứu đứa bé này. Thưa quý ông bà anh chị em thân mến, cha mẹ đứa bé chỉ còn có một cách là thay vì quăng đứa bé, liệng đứa bé xuống sông, thì thôi bây giờ để nó trong cái rương mây, cái rương đó. Rồi tìm cách coi biết cô công chúa đó là thường ra đi cái bờ sông đó tắm ở đó đó. Cho nên để cái rương ở gần đó. Và câu chuyện cho chúng ta thấy cô công chúa đi ra và nghe tiếng khóc. Và đến mở rương ra thì thấy đứa bé. Và thấy đứa bé này, thấy đứa bé ngộ lắm. Có lẽ Môi-se thì sanh ra rất là đẹp ha, đứa baby rất là đẹp và cho nên dễ thương và thấy ngộ lắm bà, và thấy đứa bé khóc và động lòng thương, thấy đứa bé khóc và động lòng thương. Kinh Thánh chép một điều rất là lạ lùng quý vị, trong câu thứ 8, câu thứ 6, công chúa mở rương ra thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn động lòng thương xót. Tiếng khóc của trẻ thơ là một cái điều tự nhiên.
Ở đây quý vị sinh con mình ra có đứa bé nào không khóc không? Hay là bản thân mình, nếu mà tôi hỏi bản thân mình mà không khóc mình chắc mình không biết đâu ha. Tại vì mình sinh ra còn nhỏ quá mình không biết. Nhưng mà con của mình, cháu của mình sinh ra có đứa nào không khóc không? Nếu mà không khóc thì sao quý vị? À, không khóc thì y tá đó, người đỡ đẻ hay là bác sĩ á, xách cẳng nhỏ chổng ngược lên. À, đánh vô mông nó, đánh vô mông nó mấy cái. Thì nó khóc. Cho nó khóc mới được. À, cho nên cái điều mà con nít mà khóc đó là điều tự nhiên. À, ở đây thì chúng ta không biết lý do gì mà ông Môi-se khóc vì có Kinh Thánh không chép. Và có người nói rằng tại vì bỏ nó vô rương mây, bỏ ngoài bờ sông chắc là mũi cắn. Mũi cắn cho nên nó khóc. Rồi nó có thể bị lạnh vì có gần nước sông cho nên lạnh, cho nên có thể là đứa bé đó nó khóc. Nhưng mà cái điều chúng ta có thể hiểu được theo cái câu chuyện này, cái đứa bé này nó khóc á, là vì nó đang đói khát sữa. Tôi xin hỏi quý hội thánh sao hôm nay, con em của chúng ta, con cháu của chúng ta, nó đang khóc, chúng ta có biết hay không? Và nó khóc vì lý do gì, chúng ta có hiểu được không? Và nó đang cần cái gì mà nó khóc, chúng ta có thấy không? Có lẽ có người nói rằng tôi đã lo cho nó đầy đủ hết, áo quần, cơm no, áo ấm, trường học, cần cái gì là tôi cho nó cái đó. Trường học đòi đứa con của tôi nó học cái gì, môn gì, tôi thấy nó đủ khả năng tôi cũng cho nó học cái đó, đầy đủ hết. Nó không có khóc đâu mục sư ơi, nó không khóc đâu, nó cười đó, nó vui đó. Thậm chí là tôi sợ nó khóc cho nên tôi mua đủ các thứ đồ chơi điện tử, đủ cái iPhone, iPad, iPod gì đó đủ hết để cho nó sử dụng, để nó không khóc. Cho nên mục sư khỏi phải lo. Bài giảng sáng hôm nay mục sư hỏi con tôi có khóc không, tôi nói rằng no, I say no, không có đâu mục sư, don't worry about that, đừng có lo lắng cái đó. Thưa quý hội thánh, không phải. Đứa con của chúng ta nó sẽ khóc vì cớ nó khát sữa. Sữa đó chính là sữa thiêng liêng của đạo. Kinh Thánh ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn thứ hai câu thứ hai, dễ nhớ. Chúng ta hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Và chính trong câu đó nói rằng chính nhờ sữa thiêng liêng của đạo mà linh hồn chúng ta mới được sự cứu rỗi. Quý vị có chú ý được không? Chúng ta trở lại với câu chuyện của Môi-se. Đứa trẻ này chưa được gọi là Môi-se, chưa có tên tuổi gì hết. Mà cô công chúa này cứu đứa bé đó cũng không có tên tuổi gì nữa hết. Kinh Thánh không có cho biết tên tuổi gì nữa hết. Và bởi sự động lòng thương xót khi nghe tiếng khóc của trẻ thơ mà cô công chúa này mới giữ đứa bé lại. Trái lệnh của cha mình là vua Pharaoh, có thể là anh của bà nữa, vì công chúa theo cái từ gọi là một princess ở trong một cái hoàng cung thôi. Có thể anh mình là Pharaoh ra cái lệnh đó, hoặc là cha mình là Pharaoh. Pharaoh có nghĩa là vua đó, là ra lệnh cho dân như vậy. Nhưng mà cô ta trái lại lệnh đó, động lòng thương xót, trái lại lệnh của triều đình, của vua. Cho nên làm ngược lại với cái truyền thống của người Ai Cập. Đó, ngược lại với cái chính sách của người Ai Cập bây giờ. Và giữ đứa bé lại. Quý vị thấy không? Đứa bé này chỉ suýt một chút nữa là bị quăng xuống sông. Mới quăng phân nửa thôi. Tôi đọc cái này tôi nói rằng ông đứa bé này là mới bị quăng phân nửa thôi. Tức là thay vì quăng luôn đứa bé xuống nước chết, nhưng mà giữ đứa bé lại trên cái rương. May ra nhờ cô công chúa này, hoặc là chết hoặc là sống bởi tay công chúa này thôi. Phải không quý vị? Nếu cô công chúa này với cái bản tánh của người Ai Cập chính thống, huyết thống, không có động lòng thương xót, nhìn thấy đứa bé quay qua quay lại, đứa bé này là con của người Hebrew đây, quăng nó xuống sông đi, tại sao không quăng? Được không quý vị? Được. Nhưng cảm ơn Chúa. Và đó là chương trình cứu chuộc của Chúa ở trên Môi-se
chúng ta không nói về điều đó. Chúng ta chỉ nói rằng bởi lòng thương xót của cô công chúa vì tiếng khóc của đứa bé mà cô này động lòng thương xót và giữ đứa bé lại. Nhưng giữ đứa bé không phải là một điều quan trọng nữa. Điều tôi muốn chia sẻ với quý hội thánh sáng hôm nay, với các bậc phụ huynh sáng hôm nay, đó là đứa bé này được nuôi bằng cái gì? Quý vị hãy chú ý điều đó. Đứa bé này nó được lớn lên và nó được nuôi bằng cái gì để nó trở thành một người lãnh đạo dân tuyển dân Đức Chúa Trời, để nó bước đi trong con đường cứu chuộc của Chúa, để nó đưa cánh tay lên là có biến, có phép lạ xảy ra, để nó nói một lời là cả dân sự, cả triệu người đi trong đồng vắng phải nghe, phải theo. Và đó là sự cứu chuộc của Chúa. Đứa bé này được nuôi bằng cái gì? Dạ, chúng ta chú ý, cô công chúa không có nuôi nó được bằng sữa của cô công chúa, vì cô công chúa có thể không có sữa. Và nếu cô công chúa nói rằng ta có sữa nhiều lắm ở trong cung điện kìa, ta kêu người phụ nữ này, người phụ nữ kia có sữa nuôi nó, ta có sữa bò, sữa dê, sữa gì đó ở trong cung điện, có thể nuôi được mà, đâu cần tới sữa mẹ. Chúng ta thấy người chị của đứa bé đứng gần đó, khôn lắm, có lẽ là bà Miriam. Bà Miriam là chị của Môi-se, sau này chúng ta biết được. Mà ở đây cũng không nói tên nữa. Người chị đó chạy lại, công chúa hay công chúa, tôi biết có một người phụ nữ mà người Hebrew. Quý vị thấy không? Nhắc đến chữ Hebrew ở trong Kinh Thánh, mà khi chúng ta nói đến cái chữ Hebrew có nghĩa là gì? Là dân sự của Đức Chúa Trời. Giống như ngày hôm nay nói đó là người tin lành. Người tin lành là biết là người tin Chúa Giê-xu rồi, phải không quý vị? Đó là người tin lành, đó là người có đạo. Đó. Đây là người Hebrew, tôi sẽ tìm người phụ nữ người Hebrew có sữa cho nó. Mà lạ lùng làm sao là cô công chúa không thắc mắc gì hết. Cô công chúa nói ủa tại sao ngươi biết rồi, hay là tại sao có phụ nữ Hebrew mà có sữa sao ngươi biết rồi đó, không cần, không có hỏi gì hết. Ồ vậy hả, rồi giao cho đứa. Và Kinh Thánh ghi rất rõ rằng là hãy đem đứa bé này, đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Ồ, thế là đứa bé sau này được đặt tên là Môi-se đó, là đứa bé đó lại được giao lại cho người mẹ một cách hợp pháp. Phải không? Không có thay vì phải quăng xuống sông, giao lại cho mẹ một cách hợp pháp. Nếu mà tôi nghĩ rằng như ngày hôm nay sẽ có cái giấy gọi là license, hay là certificate để chứng minh rằng đứa bé này được nuôi bằng cái dấu hiệu của Ai Cập đóng vô. Đó. Thành ra đây là đứa bé được nuôi bằng sữa và sữa mẹ. Tại sao phải nuôi bằng sữa mẹ? Tôi không nói đến khoa học nữa. Quý vị thân mến, vì cớ đây là người Lê Vi, chi phái Lê Vi là chi phái được Đức Chúa Trời tuyển chọn để hầu việc Chúa. Và đứa bé này được uống dòng sữa mẹ, là uống từ người mẹ của mình đã kính sợ Chúa, đã biết yêu mến Chúa, đã biết thờ phượng Chúa, để rồi dòng sữa đó truyền qua đứa con của mình. Và sáng hôm nay tôi xin nhấn mạnh điều này. Các anh em, chị em, hãy nuôi con của mình bằng dòng sữa mà kính sợ Đức Chúa Trời của chính mình. Chứ không phải của công chúa Pharaoh, cũng không phải của xứ Ai Cập. Dù sau này Môi-se được lớn lên để hiểu được tất cả những cái gì văn minh của Ai Cập, nhưng mà trước tiên cơ bản hơn hết là những đứa bé ở trong nhà chúng ta được nuôi bằng chính dòng sữa lời của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta truyền ra cho chúng nó. Nếu quý vị không kính sợ Đức Chúa Trời, quý vị không thể nào mà cho con mình được bú sữa của mình đâu. Mà quý vị sẽ đi vay mượn văn hóa, nghệ thuật, triết học và thể thao ở đời này của văn minh của cái Ai Cập này, chúng ta sẽ cho nó, nuôi nó. Mà nó được lớn lên bằng cái gì quý vị sẽ biết rồi. Sở dĩ con em của chúng ta nó có thể yêu mến Chúa, nó có thể lớn lên trong niềm tin biết Chúa, là chính cái căn bản trong đời sống của nó từ khi còn nhỏ được nuôi bằng sữa thiêng liêng của đạo, mà do chính người mẹ, người cha chăm sóc nó, nuôi nấng nó. Tôi đọc câu chuyện này, tôi thấy lý do mà vì sao Môi-se trở thành một lãnh tụ của dân Israel, có ơn Chúa, yêu mến Chúa, quyền năng là cũng tại bà mẹ, cũng tại uống sữa mẹ.
cũng là vì cớ được nuôi trong truyền thống của người Do Thái, người Hebrew ngay từ ban đầu. Và chúng ta thấy khi đứa bé lớn khôn rồi thì mới giao lại cho công chúa. Khi lớn khôn rồi, tức là đứa bé này có thể nó là 5-6 tuổi hay là hơn nữa gì đó chẳng hạn, nó được giao cho công chúa vì nó hết còn bú sữa rồi. Có thể đủ cái gì mà người mẹ truyền cho nó bằng đức tin, bằng cái gì đó. Chúng ta cũng đừng quên Timôthê được ông Phao-lô nói như thế nào: bởi đức tin của bà ngoại và mẹ của con truyền lại cho con, cho nên mình con mới có đức tin đó. Chúng ta lưu ý cái đó. Cho nên hài ngày hôm nay, những đứa con, những đứa cháu đang ngồi kế bên chúng ta đó, chúng ta phải quay sang nó, nhìn nó, xem coi nó đang uống sữa gì. Nó đang được nuôi dưỡng lớn lên bằng cái điều gì? Hãy chú ý nó. Nó không khóc, nhưng mà rồi đây nó sẽ khóc, quý vị. Hôm nay nó rất là vui, nó không cần uống sữa của chúng ta cho, nó không cần, không muốn đi theo con đường của Chúa dạy. Nó cười, nó vui lắm, vì nó nghĩ rằng nó đang ở xứ Ai Cập, đầy đủ văn minh, tiến bộ. Nhưng mà nó sẽ trở thành người Ai Cập, chứ nó không có trở thành người Hebrew. Nó không trở thành một người của Chúa, của Đức Chúa Trời. Thưa quý hội thánh, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Dầu cho nó trở về già, nó lớn lên rồi, nó trở về già, không hề lìa khỏi đó. Đó là lời của Chúa trong Kinh Thánh, chứ không phải lời của ông mục sư, của một nhà tâm lý, của một nhà giáo dục nào hết. Lời Kinh Thánh là chân lý, bao giờ cũng đúng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta sáng hôm nay học được bài học này. Chỉ có những người mẹ yêu mến Chúa mới có sữa thiêng liêng của đạo để cho con mình uống. Chỉ có những người cha tin kính mới có thể có những thức ăn đầy ơn của Chúa, theo lời Chúa mà mới cho con của mình ăn. Và chúng ta là những người lớn tuổi, những người có làm bậc phụ huynh cha mẹ sáng hôm nay, xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều này. Dù cho đứa bé này nó được lớn lên trong hoàng cung Ai Cập, chúng ta nhớ Môi-se được Kinh Thánh nói rằng ông 40 tuổi ông mới rời khỏi hoàng cung Ai Cập, thì cả một quãng đời niên thiếu và trưởng thành của Môi-se đã hấp thụ tất cả văn minh của Ai Cập. Môi-se sống ở trong hoàng cung Ai Cập, mang một danh hiệu là hoàng tử Ai Cập. Nhưng mà con người của Môi-se, bản chất của Môi-se không phải là người Ai Cập, quý vị. Cái hiểu biết của Môi-se về Đức Chúa Trời không giống như là người Ai Cập. Người Ai Cập hiểu biết cái gì? Người Ai Cập hiểu biết rằng Thượng Đế Đức Chúa Trời là thần Ra. Thần Ra có nghĩa là thần cá sấu, là cá sấu, là những con cá sấu ở sông Nin đó, là nó nổi lên bờ ở trong đó. Thì người Ai Cập thờ những con thần đó, gọi là thần Ra, R-E, là thần Ra, là thần cá sấu. Còn Môi-se dù là hưởng cái văn minh đó, lớn lên 40 năm ở trong hoàng cung Ai Cập, hiểu được tất cả cách nào xây dựng kim tự tháp, cách nào để điều khiển quân đội, cách nào, đủ hết mọi khoa học. Nhưng mà ông không trở thành một người Ai Cập, ông trở thành người của Chúa. Quý vị lưu ý cái đó. Ông không trở thành một người của Pharaoh, mà ông trở thành người của Chúa. Ông làm những việc vĩ đại hơn, không phải chỉ xây kim tự tháp, dù kim tự tháp là vĩ đại đó, nhưng không phải bao nhiêu đó. Thưa quý hội thánh, quý vị muốn con em của mình trở thành người như thế nào? Ấy là do ngày hôm nay. Muốn con em của chúng ta trở thành hoàng tử Ai Cập thì ok, cứ để nó sống trong nhung lụa của Ai Cập. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng dù nó là sống trong và nhung lụa của Ai Cập, của xứ Ai Cập, hay là sự giàu sang văn minh của Ai Cập, nhưng mà nó là người của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải nuôi nó bằng cái gì? Bằng sữa thiêng liêng của đạo, bằng cái niềm tin của chính mình đối với Chúa, và truyền lại cho các con, các cháu của mình. Đó là điều mà sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý hội thánh, đơn giản bấy nhiêu. Nếu không,
thì chúng ta sẽ cười ngày hôm nay nhưng mà khóc ngày sau. Chẳng thà ngày hôm nay chúng ta khóc vì con, vì cháu, nuôi dạy nó bằng cái sự kiên nhẫn, bằng cái sự khiêm nhường, bằng cái sự nhu mì đi trong Chúa, nhưng mà ngày hôm sau chúng ta sẽ có tiếng cười. Tiếng khóc của trẻ thơ không còn nữa. Và Chúa Giê-xu đã hiểu điều đó. Chúa Giê-xu nói như thế này: đương thời Chúa Giê-xu đi rao giảng lời Chúa đó, rao giảng sự cứu rỗi đó, Chúa thấy dân sự của Chúa, thấy những con người trong thời đại đó, thì Chúa mới phán như thế này: ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Chúng ta xem lại trong câu Kinh Thánh, ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Và có thể đọc thêm một câu nữa ở trong câu thứ 17 đó quý vị. Chúng ta xem ở Ma-thi-ơ đoạn 11, câu thứ 16, 17. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình mà rằng: ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than khóc mà than vãn mà bay không khóc. Câu này có nghĩa là gì? Đây là Chúa muốn nói đến những cái tấm lòng mặc kệ, dửng dưng. Có được lời Chúa, có được sự cứu rỗi đến với trần gian rồi, Chúa đi rao giảng, Chúa làm phép lạ đó, hay là Chúa dùng những vị tiên tri đó, nhưng mà họ dửng dưng. Giống như những đứa trẻ ngồi ngoài chợ thổi kèn, thổi sáo, mà ai ông đi qua, bà đi lại, không màng đến những đứa trẻ này. Kệ nó, tụi nó thổi sáo, tụi nó thổi kèn, kệ tụi nó, không có nghe được tiếng. Rồi thậm chí có những đứa trẻ nó nói rằng: tụi con cũng than vãn, cũng khóc, cũng than mà cũng không ai khóc hết vậy. Đó, có những đứa trẻ nó vui, nó đùa, cũng không để ý. Có những đứa trẻ nó đang than khóc, cũng không để ý. Ngày hôm nay có những cái sự kiện nó xảy ra nhiều lắm quý vị ơi. Có những đứa bé nó đầy đủ sung sướng, nó vui, nó cười, nó đùa, giỡn. Người ta cũng dưng dưng, đủ rồi, cho nó nhiêu đó đủ rồi. Không cần nghĩ tới nó nữa. Rồi cũng có những đứa trẻ thiếu ăn, thiếu mặc, đeo đói khổ, làm lũ là dơ dái bẩn thỉu, ngồi ngoài cái căn nhà chòi, ngăn nhà lá, ngồi mặt buồn hiu lem luốc, người lớn đi ngang cũng không để ý. Có lẽ là người ta còn cái chuyện của người ta, có rất nhiều. Cái thế giới ngày hôm nay mà Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Và cho đến ngày hôm nay, dù văn minh, dù hiện đại, dù tiện nghi, nhưng mà lời Chúa vẫn đúng như vậy đó. Là trong cái sinh hoạt của cái thời đại ngày hôm nay cũng y như vậy. Dòng dõi loài người này giống như là cái hình ảnh của những đứa trẻ, nó vui đùa đó, cũng không ai để ý tới nó, để ý đến linh hồn của nó. Không nhảy múa, không vui mừng. Mà cũng có những đứa trẻ nó than, nó khóc, cũng không để ý nó. Không ai than cái khóc cùng nó. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được. Và đem ứng dụng thêm một điều nữa trong câu đó, trong lời của Chúa. Con người chúng ta, cuộc đời chúng ta cô đơn lắm. Cô đơn lắm. Chúng ta có vui, có mừng, cũng một mình chúng ta biết mà thôi. Chúng ta có than, có vãn, cũng không ai khóc với chúng ta. Mà nếu một cuộc đời mà như vậy đó, rất là đáng buồn, đáng chán. Hãy dạy cho các con mình biết rằng, con phải cần có Chúa. Bởi vì sau này con bước ra đời, con có vui, có mừng, cũng người ta cũng không khe con. Con có buồn, có khổ, cũng không ai khe con nữa hết. Hãy có Chúa đi. Cuộc đời có Chúa, phải có Chúa, phải có lời Chúa. Và chính lời Chúa, có Chúa đó, thì con sẽ được tìm an ủi. Con sẽ thấy cái nỗi cô đơn trong cái đời sống của mình. Mình có thể thành đạt lắm, nhưng mà rồi thành đạt đó mình cũng vẫn cô đơn con ơi. Mình có thể thập thất bại thì mình cũng cô đơn. Nhưng mà trong những hoàn cảnh như vậy, điều quan trọng hết đó là Chúa phán rằng phải có Chúa, phải nghe được tiếng Chúa phán. Như vậy trở lại là hãy nuôi các con mình bằng sữa thiêng liêng của đạo, để nó lớn lên, nó trưởng thành, sau này dù hoàn cảnh nó thế nào, nó thấy được cái niềm an ủi của nó.